Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Xổ Số Miền Nam thứ 6 ngày 29 tháng 3 năm 2024. Thứ 6 ngày hôm nay gồm có 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc. Chọn cho mình những con số may mắn nhất cho ngày hôm nay.